Với cái cách này á thì mình sẽ bỏ ra 57.000 tiền và mình sẽ mua một cái trái ác quỷ siêu xịn sò luôn cho mọi người xem nè. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mọi người, trước khi vô video thì mình chúc cho mọi người có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui ha. Hôm nay thì chúng mình lại tiếp tục quay trở lại với lại thế giới trái cây, thế giới Black Fruit cùng với mình. Và hôm nay như đầu video mọi người đã thấy rồi đó, mình đã random được trái Phật tổ mọi người, dù là level vẫn rất là thấp luôn. Thì có một cái mẹo mà mình đã áp dụng và mình thấy cái mẹo này thì nó khá là giống như kiểu là hên luôn á. Bạn bè của mình cũng đã áp dụng và mình thấy bạn bè của mình cũng hên. Vì vậy cho nên hôm nay mình đã làm cái video này á để mình chia sẻ cái mẹo của mình để làm thế nào mà để random được trái fruit á, mà ra được cái trái mà huyền thoại giống với mình và mấy cái trái VIP. Thì mọi người hãy coi video của mình nha. Và cái mẹo này á thì mình hy vọng á là sẽ giúp mọi người một phần nào đấy trong cái con đường mà siêu tầm cũng như là tìm kiếm mấy cái trái fruit hiếm của mọi người á nó thành công nha. Bây giờ thì bắt đầu video của mình thế nào? Ok. Đầu tiên đó chính là để random được trái fruit á thì mọi người phải lên được level 50 nha. Mọi người cố gắng làm sao á, đi đánh quái cho nó lên level 50, sau đó mọi người tích được khoảng là 30.000 tiền á thì lúc đó mọi người sẽ có thể random được trái fruit đầu tiên. Thì nếu như mà mọi người mà sở hữu được mấy cái trái ác quỷ á thì nó sẽ giúp cho mình farm nhanh hơn này, nó có làm cho mình có nhiều kỹ năng hơn, giống như bây giờ mình đang sở hữu một cái trái gọi là trái ánh sáng á, mọi người. Mình cũng random ra được trái ánh sáng luôn á, mọi người thấy đỉnh chưa, đỉnh chưa, nhân phẩm quá là cao luôn đúng không? Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Thì mình nói điều này dành cho những cái bạn mà mới chơi giống như mình á để biết, còn những bạn mà đã chơi lâu rồi, pro VIP rồi thì chắc mấy cái điều này mọi người biết hết rồi đúng không? Đúng đúng. Và còn cái gì ở trái ác quỷ nữa mà mình chưa nói hết thì mọi người có thể để lại bình luận ở phía dưới để giống như là giới thiệu cho mình ha. Sau khi tụi mình lên được level 50 và mình đã có khoảng là 30.000 tiền thì chúng mình sẽ quay trở lại đảo khỉ nha. Đảo khỉ là cái đảo mà có mấy cái con khỉ á, và cái đảo này thì mọi người nếu mà lên level 50 thì chắc chắn đã biết là đảo khỉ rồi. Thì mình sẽ chạy đến cái anh á mà bán trái fruit đây này. Mọi người có thấy là Block Fruit Caution này không? Đấy, nói chung tiếng Anh của mình khá là dở luôn á, nhưng mà nói chung á, cái anh mà trên đầu có cái chữ là Block Fruit chính là cái anh mà mình có thể random được trái fruit đó. Thì mình sẽ bấm tương tác với anh ấy và anh ấy sẽ hỏi mình là có muốn mua một cái trái ác quỷ với cái giá tiền là 79.000 không. Thì level của mọi người càng cao thì cái giá mà mọi người phải trả sẽ càng cao luôn. Ví dụ như mình mới bỏ ra 79.000 và mình đã random ra được cái trái cát này mọi người, cũng được ha. Và còn một điều lưu ý nữa đó là ví dụ như bây giờ mình mới random được trái cát á, thì bây giờ mình có muốn quay lại random lại một trái khác thì cũng không được, mình phải đợi một khoảng thời gian đó là 2 tiếng thì mình mới có thể quay trở lại và random cái trái khác. Mọi người hãy nhớ điều này nha. Và ở C1 á thì nó có một cái là nếu như mọi người random được trái ác quỷ và mọi người cất ở trong ba lô á thì mọi người sẽ không có lấy nó ra được, mà mọi người phải qua C2 mới lấy được. Cho nên nếu như mà lúc mà mọi người lấy được trái gì đấy mà mọi người muốn ăn á, mọi người phải suy nghĩ thật kỹ nha. Mọi người ăn thì ăn liền, còn không thì cất, chứ cất xong rồi không có lấy ra đâu. Vậy nên á là cái này là một cái mình hỏi các bạn của mình thì các bạn của mình biểu là người thì bảo là lỗi, người thì bảo là game nó như thế, qua C2 mới lôi ra được thì mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mà nói chung khi mọi người random được một cái trái nào đấy mà mọi người thích ấy thì mọi người có thể là ăn liền nha, chứ nếu mà cất đi là khỏi lấy ra luôn á. Mọi người nhớ điều này nha. Và hãy đoán thử xem là cái trái ác quỷ đầu tiên mà mình nhận được đó là cái gì. Khi mà mình ở level 50 á, về cái trái ác quỷ đầu tiên mà mình mua á, là mình đã mất 32.350 belly. Và mình đã được cái trái đầu tiên của cuộc đời mình. Mình sở hữu trái đầu tiên luôn, đó là cái trái đại bàng. Trời ơi là trời, hẳn là cái trái đại bàng luôn á. Cái lúc này mình đi hỏi bạn mình là trái đại bàng như nào, bạn mình kêu nó phế lắm. Cái là mình buồn gì mà buồn luôn. Trong khi cái thằng bạn, thằng Kaneko á, là thằng bạn của mình á, đó mọi người thấy không, đó Kaneko IT kìa, nó random một cái là ra trái ánh sáng, còn mình thì lại ra trái đại bàng, nó buồn gì đâu luôn á. Nhưng mà không sao, cuộc đời á nó còn nhiều niềm vui lắm, nên là thôi mình bỏ qua, mình sẽ chờ 2 tiếng và random trái thứ hai nè. Sau 2 tiếng trôi qua thì mình đã trở lại gặp cái anh bán trái ác quỷ đẹp trai. Và anh ấy kêu lần này anh sẽ bán cho mình với cái giá là 33.000 tiền. Ok, mình quất luôn. Và cuối cùng
cái trái mè mình ra, lại tiếp tục là trái đại bàng. Ôi là trời ơi, tôi không hiểu tại sao mà cái trái đại bàng ấy gì mà nó ám tôi thế. Cái quả đầu tiên trong cuộc đời của tôi là trái đại bàng, cái trái thứ hai lại tiếp tục trái đại bàng mọi người. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn. Nhưng mà không sao, người ta đã có câu thất bại là hại cái túi tiền. À đâu nhầm, thất bại là mẹ của thành công. Nên là mình đã quyết định là cố chờ thêm 2 tiếng và mình qua mình random tiếp. Và lần này thì có vẻ là cuộc đời nó đỡ hoe hơn một chút, là mình đã thoát khỏi cái trái đại bàng. Trời ơi, tôi thoát khỏi trái đại bàng rồi, tôi mừng lắm. Bây giờ là với giá 44.000 tiền thì mình đã ra được một cái trái cũng biết không phải là trái đại bàng là vui rồi. Đó chính là cái trái quay mọi người. Dù sao nó không phải là cái chữ đại bàng là mình vui gần chết luôn rồi đó. Và tiếp theo sẽ là một cái trái nữa, đó là cái trái thứ tư của mình. Nhưng mà chưa kịp random á thì đã có cái ông Bin ở trong team của mình á, và ông ấy đã random được cái trái trọng lượng. Cái trái này thì cũng không có VIP lắm đâu, nó cũng cùi bắp thôi à. Nhưng mà do mình cũng chưa có trái đấy mà lại là hàng miễn phí nữa chứ, nên thôi mình cứ cất đi, coi như là mình siêu thầm trái vậy ha. Hoặc là để mình qua thứ hai mình đi trao đổi, mà chắc không ai thèm trao đổi cái trái cùi bắp này với mình đâu. Mà thôi cứ cất đi. Rồi bây giờ mọi người hãy đoán xem là cái trái thứ tư của mình là trái gì nào. Cái giá mà phải trả vẫn là 44.000. Và mình sẽ nhận được một trái là trái gì đây? Mở ra nào, trời ơi trái xịn nha. Rồi trái lớp một, trái tình yêu tình báo luôn. Đây, cái trái này thì nó khá là đẹp, bởi vì nó là tình yêu đó. Nhưng mà hy vọng là khi mà mình ra được cái trái này rồi, mình cũng sẽ tìm kiếm được một cái tình yêu cho riêng mình khi mình chơi cái game thế giới trái cây này. Chứ bây giờ mình vẫn còn độc toàn thân luôn á, thì mình hy vọng là mình sẽ được cái trái lớp là có tình yêu không ta. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Xong rồi á mọi người biết sao không, gần một ngày trời mình cứ đợi 2 tiếng mình vô mình random và nó không có ra được mấy cái trái VIP. Trong khi bạn của mình thì nó ra gì mà trái ánh sáng này, rồi có cả trái mochi, trái Phật tổ nữa. Và mình không thể nào mà chấp nhận được cái điều đấy. Mình đã hỏi nó là mày hãy chia sẻ kinh nghiệm đi, tại sao mình lại hên như thế. Thì nó mới chỉ cho mình đó, đó là nó kêu á là nếu như muốn random được cái trái á mà xịn đó mọi người, thì mọi người phải random vào ban đêm. Có nghĩa là ban đêm ở ngoài đời nha, chứ không phải trong game đâu. Ví dụ như nha, mọi người mà đi ngủ vào lúc 10 giờ đi, thì khoảng là 10 giờ mọi người hãy đi random cái trái ác quỷ cuối cùng. Hoặc là nếu mà mọi người ngủ trễ hơn nữa ấy, thì mọi người có thể random vào tầm khoảng là 12 giờ này. Còn mình thì mình random vào khoảng là 12 giờ đêm với 1 giờ mọi người. Và mình hỏi bạn mình thì bạn mình cũng kêu là nó sẽ random là khoảng là từ 12 giờ đêm trở đi á. Thì đó hình như là một cái giờ lên như sao á, mà có một cái thế lực gì đấy á, nó làm cho cái nhân phẩm của mình tăng lên được gấp mấy chục lần ấy. Mà nó lại ra toàn là mấy cái trái ác quỷ hiếm mọi người, mình thế với mọi người luôn. Và nghe theo lời của bạn mình thì mình đã áp dụng theo. Và mọi người biết không, bây giờ là 1:21 mọi người. Trời, 1:21 đêm á. Mình cho mọi người nhìn cái đồng hồ này, 1:22 lận á, chứ không phải 1:21 đâu. Là sáng sớm là 1 giờ đêm á. Mình quyết định á là lần này mình làm theo bạn mình thử. Và mọi người hãy nhìn đây nè. Trời ơi là trời, cái gì đây? Với giá là 57.000 tiền thì mình đã mua được một cái trái ác quỷ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đó chính là trái ác quỷ Phật tổ, một cái trái ác quỷ mà huyền thoại luôn. Trời ơi, và cái trái này có nhiều người là mơ ước lắm nè. Mẹ tôi đúng là uy tín luôn mọi người. Đúng là về đêm mới là khoảng thời gian là sau 12 giờ đêm mới random sẽ ra trái ác quỷ mẹ kiểu xịn. Mình đã random ra được cả trái ác quỷ ánh sáng này với lại cả trái Phật tổ luôn. Bạn mình thì random ra được trái mochi á mọi người. Và mình cũng đang thử cách này để xem là mình có thức khuya được đến cái độ mẹ random ra trái mochi không. Thì mình thấy đây là một cái cách mẹ rất là hiệu quả luôn với mình và mấy cái ông ở trong chơi chung với mình á. Thì mình hy vọng á là cái giờ lên này á nó sẽ giúp cho mọi người á, mọi người hãy thử đi, biết đâu á lại là siêu tầm được một cái trái ác quỷ mà nó xịn sỏ như vậy nè mọi người. Cầm trên tay thì trời ơi, tao nói nó sung sướng gì đâu á, mà bây giờ đi khoe với bạn bè thì đúng là sướng muốn chết luôn. Trời ơi, phải cất liền đi thôi, không thôi ai á lấy trộm là xui lắm đó. Rồi mình sẽ cất để qua C2 mình ăn. Còn ở C1 thì mình thấy là cái trái ánh sáng á đi farm rất là ok, cho nên là mình sẽ để dành nha.
đây. Mình có cả trà ánh sáng nha mọi người. Xịn chua, trời ơi tôi nói rồi. Tôi nói là giờ đêm là giờ uy tín lắm, cho nên mọi người hãy thử đi ha. Và đây chính là cái cách của mình á. Thì cái video ngày hôm nay á, là một cái mẹo nhỏ để cho mọi người có thể random được trái ác quỷ mè xịn á. Thì mọi người hãy thử cách này của mình nha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho cả nha. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã coi video của mình từ đầu tới giờ. Chúc cho mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ ha. Hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo này. Bye bye cả nhà.